đó, tôi bằng chứng tôi cho thấy đó, dâm việc ra nước ngoài thằng nào cũng số làm giàu hết trơn á, thằng nào cũng nhà lầu xe hơi cửa rộng hết đó. Chỉ cần đi khỏi cộng sản thôi, bây giờ mốt hỏi nè, rồi tới gặp Huy hỏi thầy Huy ơi số em sao, số mày á mà mày còn sống với gì cộng á, mày còn nghèo. Đổ tôi phán một câu một duy nhất, rồi bây giờ 100 người tới tôi đều phán vậy đó. À chị năm nay chị có làm ăn được không? Chị hả? Ok, nếu mà khéo cái luồng lách á, tuổi của chị nè. Ok, đây nè thầy bói nè, nghe thầy bói Huy phán đầu năm nè. Tuổi của chị hả, nếu mà khéo luồng lách á mà đi chạy đúng cửa đó nha, thì làm ăn được cỡ 3 năm. Nhưng mà khi mà nó thay một cái thằng cán bộ khác á, là bảo đảm chị mà còn ở Việt Cộng chị còn lụng bại. Thành ra chị phải tìm kiếm đường thu xếp, một là Mỹ, hai là Pháp, ba là Úc, bốn là Canada, năm là tệ tệ cũng phải là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc gì đó, thì chị mới sống được yên phận mà nhà cao cửa rộng được. Chứ còn chị còn sống với Việt Cộng chị còn vậy đâu, nghe tôi phán kiểu đó thì bà cố nội 100 thằng thua hết 100 thằng luôn. Nghe thầy Huy phán nè, số chị năm nay làm ăn được không? Được hết á, làm ăn được, làm được, hỏi làm sao, nhưng mà là ở đó làm không được. Vậy là chị phải đổi hướng sao, phong thủy nè, chỉ cho tốt luôn phong thủy nè. Một á, tệ tệ á, là phải Hàn Quốc, còn ngon ngon xíu nữa là phải Nhật Bản, còn mà gần gần xíu là Singapore. Rồi cái hướng đó ở là phong thủy tốt vô cùng luôn, hỏi sao, cỡ nào cỡ ở cũng nhà cao cửa rộng hết trơn á, con cái được học hành thành đạt hết trơn à. Còn ở đâu hỏi đâu, nên dở đã hỏi đâu, Phú Mỹ Hưng à. Rồi xong cuộc đời coi như là không xong, mà cái số này không thay đổi được rồi. Hỏi sao, chừng nào mà còn cộng sản là còn không thay đổi được, hướng này không có được. Nói bây giờ chị đổi về Bến Tre sống có tốt không? Cũng không được luôn, nói gì chứ sống đâu. Không biết chừng nào đi phong thủy đi Mỹ tốt hết trơn á. Thế giờ thầy phán vậy là đúng rồi còn gì nữa. Nè tôi phong thủy tốt nè, đó hồi đó Việt Nam cu ly. Ủa làm chết mẹ luôn, làm nhiều đóng đóng thuế nuôi mấy Việt Cộng, bỏ mẹ luôn còn bị ngu dại ngu nữa. Đó qua bên này phong thủy tốt nè đó. Thoải mái, xe hơi chạy phà phà, đề máy linh nhiên, chạy dặn máy lạnh mát đích lái. Lọc thẻ xanh á, lọc thẻ xanh. Vài bữa nào qua bắt đầu từ mấy tháng nữa nè, có cái lọc này nè, lọc này giữ luôn là phất suốt đời luôn á, quốc tịch Mỹ đế.